Hoàng Linh xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Cả nhà ơi, buổi sáng hôm nay em xem cái quả na này nó vẫn còn cứng như thế mà đến tối nay nó đã mềm rồi. Trời, bây giờ mà không hái thì có mà rụng hết. Ủa, đấy, cả nhà thấy không? Tụt rồi. May quá làm sao lại tối lại ra nắn nắn sờ sờ. Na bở nhá, cả nhà phải để ý không thì nó tụt từ lúc nào ấy. Mà hôm nay không có mưa, nếu mà có mưa thì nó rụng nhanh hơn ấy. Bởi vì trời đang nắng mà mưa to rụng luôn. Quả này cũng khá to đấy cả nhà. Đó, bằng tay em này. Và cái cây này thì năm nay nó mưa nhiều quá, xong em lại cũng không thụ phấn, cho nên nó chỉ đậu được có 3 quả thôi. Đúng ra là mình thụ phấn bằng tay ấy, thì tỷ lệ đậu quả sẽ nhanh hơn, nhiều hơn nha. Ở đó, ui dồi ôi, dưới chỗ này mềm sụt rồi. Đây, quả này quả nó bở mà, cho nên nó tụt luôn ấy. Đó, em được 3 quả, em quay cho cô chú chị các bạn cùng xem. Đây là quả nữa này. Đó, đâu rồi? Đó, quả đấy cũng to bằng quả này luôn. Còn một quả nữa. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Được đúng 3 quả. Một cái cây na này thì năm nay năm thứ 2. Năm ngoái thì nó cũng được, năm ngoái được hẳn 7 quả đấy. Nhưng năm nay mưa nhiều quá cho nên nó chỉ có bằng này thôi. Rất là đáng trồng phải không ạ? Bởi vì em trồng trong cái chậu thôi, chứ em cũng quay rồi. Cái chậu nó chỉ có 60cm. Mà em trồng chắc năm nay em lợp cái mái giàn lan này này. Thế là nó ít ánh nắng ấy, cho nên nó quả nó không được nhiều. Cái này nó phải ưa nắng trực tiếp nha. Như nhiều người ta trồng trên đồi ấy, hoặc trên núi ấy, thì sẽ tỷ lệ đậu hoa đậu quả nhiều hơn ấy. Rồi dưới em thì sát biển ấy, mưa suốt nên rụng quả nhiều lắm, cả bão nữa, nên như thế này cũng khá là mỹ mãn rồi. Đó, cả nhà thấy không? Đây, giờ em thử cân quả này xem được bao nhiêu lạng nha. Quả na được vừa tròn 2 lạng cả nhà. Thế là cũng khá to phải không ạ? Như vậy sẽ 5 quả 1 cân. Na bở 5 quả 1 cân bây giờ là 45 đến 50 nghìn. Ôi, thế vậy thì thu hoạch được 3 quả này cũng khá mỹ mãn. Tối quá rồi nên em không quay cho cây cóc đằng sau cho cả nhà cùng xem. Hôm trước em mới bón một chút phân gà mà bây giờ nó quả nó sai, mà nó quả nó to ấy. Sai thì sai từ trước rồi. Em đang ở ngoài vườn quay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem cây cóc của em đây. Hôm nay quả nó thế này rồi. Còn đây là cây ớt này. Đó, sai quả lắm cả nhà, nó phải hàng trăm quả ấy. Đó, cả nhà thấy không? Phân gà nha, phân gà đã ủ rồi, phân gà Nhật càng tốt. Trời ơi, nó sai lắm ấy. Ngày xưa thì em thấy cụ nhà em trồng cây ớt ấy, thì bón phân gà, trời ơi nó sai mà quả nó cay ấy, ngon lắm ấy. Thế nên là bây giờ em cũng rất là hay bón phân gà cho ớt này. Ôi, bên kia có chùm cóc nữa này. Đó, chùm cóc ở đây nữa này. Cả nhà thấy không? Đó, hôm nay thì nó to thế này rồi này. Rồi những quả kia thì chuẩn bị chín rồi. Rồi ở đằng trong kia nữa 6 chùm tất cả mà cả nhà. Đó, thế còn cái ngọn của nó thì rất là tốt nha. Ngọn này chắc sắp ra hoa ra quả nữa. Đây một chùm nữa cả nhà thấy không, là 4 chùm này. Ôi, đằng kia nữa kìa. Trong kia. Phía gốc chuối kìa. Rất là khó nhìn, tối nay khó nhìn lắm. Em còn chả thấy nó đâu luôn. Nhưng mà nó được 6 chùm to cả nhà. Đó, quả đây. Lúc nỉu như này đây. Hôm trước thì còn vặt mấy quả vào chấm muối ăn. Mấy hôm nay bảo thôi để cho nó chín, ăn nó ngon hơn cả nhà. Mà rất lạ nha, lúc đầu thì quả nó như này, nhưng về sau thì quả nó tròn như kìa. Đó, đó là cóc Thái nha. Cóc Thái này một cây để 6 chùm đấy, hôm trước ăn một chùm rồi là 7 chùm.
cây ớt thì quả này ăn đúng là ớt mình trồng ăn bao giờ cũng khác hơn ớt ngoài chợ cả nhà. Ớt ngoài chợ nhá, khi nó mới ra cây thôi là người đã tháo nước để cho nó khô, sau đó thì nó sẽ tự nó chín đồng loạt để vặt luôn đấy, chứ không phải cứ mỗi ngày ra vặt mấy quả thì làm sao mà người ta thu hoạch được cả tạ ớt người ta gửi cho mình ra thành phố được ạ. Cho nên là quả nó sẽ không được đậm đà như chúng ta tự trồng được. Đó cả nhà thấy không, cây nó tận dưới này này, đó đây này, từ dưới đây lên đây. Trời ơi tối muộn rồi mà em vẫn mê mẩn với cái vườn rau của em quá cơ. Đó ớt đó cả nhà, rất là hợp phân gà như cả nhà. Mà em đúng em mới bón lần thứ hai thôi, lần đầu tiên thì được một vốc nho nhỏ, lần thứ hai cũng một vốc nho nhỏ, thế mà cây nó tốt như này. Cả một quá trình phát triển của cây từ lúc cây mọc hạt cho đến bây giờ được đúng 2 lần phân thôi mà cả nhà có thấy không, nó hàng trăm quả, mấy trăm quả chứ không ít đâu. Đi sang bên tận bên này đấy mà. Đó. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.